về câu nói sau này con người sẽ chê bai cơm gạo, sa ly và thịt thuộc phân đoạn 20, chương Quê Ranh Chá phân tích giới tỳ khưu tập 1. Con muốn được nghe giải thích. Sư nói về sau á, quý vị làm ơn copy nha. Ví dụ như mà quý vị copy cái đoạn đó, rồi quý vị đi hỏi, chứ còn đừng có gõ lại. Tại vì có khi quý vị không biết gõ dấu Pali là một, có hai, thứ hai là mình gõ sai. Rồi tới hồi mà mấy sư tìm rất là cực, khi mấy sư tìm không ra là tại vì mình sai một vài lỗi. Cho nên là tốt nhất lần sau thì làm ơn làm phước copy giùm sư ha. Cái đoạn mà quý vị vừa trích thì nó thuộc về đoạn mà sự khan hiếm vật thực, mà giai đoạn đó Đức Thế Tôn phải dùng cái loại gạo dành cho ngựa, thì giai đoạn đó rất là khan hiếm vật thực. Và ngài Ananda, nếu quý vị chịu khó đọc từ đầu tới đuôi thì quý vị không có khó hiểu, thì đại loại là các vị thánh tăng ấy, thì đối với các vị đó thì cái chuyện mà ăn uống như thế nào thì các vị đó không có sự dính mắc. Đức Thế Tôn mới tán thán, và ngài cũng có nói là sau này ấy, hiện tại bây giờ là giai đoạn khó khăn, thì ngay cả cái gạo gọi là lúa dành cho ngựa thì họ cũng ăn, chứ còn sau này á thì ngay cả gạo sa ly và thịt thì họ cũng chê, tức là sau này khi đầy đủ rồi thì họ vẫn chê, chứ còn bây giờ tới hồi khó khăn thì cái loại gạo mà rẻ tiền nhất thì nó vẫn là đáng quý. Đại loại nó chỉ như thế thôi, cho nên không có gì là khó hiểu ha. Cái vấn đề là khi mình tách ra đó mà mình không chịu đọc cho nó trọn nguyên một cái văn bản á, thì mình không hiểu được, chứ không có gì hết. Và chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.